và chào các bạn. Hôm nay thì Sốc sẽ giới thiệu cho các bạn một combo khá là đầy đủ để chúng ta có thể tự làm một cuốn scrapbook để tặng người mà mình yêu mến. Đầu tiên thì một cuốn scrapbook thì sẽ cần những trang nền. Thì ở đây khách có đặt 5 trang nền bên trong thì các bạn sẽ làm được 10 trang ảnh và 2 bìa cứng bên ngoài để các bạn làm bìa. Mua kèm theo 8 góc viền kim loại cho 2 bìa ngoài cùng này, và kèm theo đó là 3 còng sắt đường kính là 5 cm. Khi mua bìa thì shop sẽ đục sẵn giúp các bạn mỗi trang là 3 lỗ tròn như thế này. Bìa nào cũng như thế. Các bạn có thể xem độ dày và độ cứng của bìa rất là chắc chắn. Tiếp theo đó là những giấy họa tiết để các bạn làm các hiệu ứng hay để trang trí cho cuốn scrapbook thêm sinh động hơn. Ở đây thì khách chọn mỗi tông màu là mỗi tông là hai giấy, giấy xanh, giấy tông bạc hà màu đen, màu đỏ, màu hồng thì là 3 màu. Về băng dính xốp và đoạn nơ này thì khi mua thì các bạn sẽ được tặng kèm đi cùng với combo. Ở đây thì là 2 mét gen, khách đặt 2 mét gen, một loại to, bản to và một loại vừa. Thì gen này thì các bạn cũng có thể trang trí cả bên trong hoặc là trang trí bên ngoài bìa đều được. Theo sữa, chai theo sữa này, đó là tất cả một combo khá là đầy đủ để các bạn làm scrapbook. Thì những cái nguyên liệu giấy họa tiết hay là bìa cứng thì khi mua các bạn có thể tùy chọn theo mục đích mà các bạn tặng quà hay là cái đối tượng mà mình tặng này là ai.